Hiếu Trung Quách cho Lê Bồng sẽ thương đó là trọng tài thầy Tùng Quách. Một đà và một đường bán không dành cho cầu thủ Trà Lê 2. Quả dứt điểm không bầu. Đúng chức điểm của cầu thủ số 1 Huy Trắng các bạn và góc dành cho cầu thủ Y Trần SC. Xin chào Chí Dĩ, chào Minh Điền. Chào quý khán giả các bạn đang xem dứt điểm. Đó là Định Đen. Định Đen đã ghi bàn các bạn, mở tỷ số cho trận đấu chúng ta 1-0. Rất nhanh. Bàn thắng của Định Đen đến rất nhanh các bạn, 1-0 mở tỷ số cho trận đấu chúng ta. Cho cầu thủ Y Trần SC. Và đây là trước trận đấu này, Định Đen cũng đã có một lời gợi ý của đường viên là kêu tên con nhiều đúng không? Bây giờ Định Đen đã được tên kia, được kêu tên là ở bàn thắng đầu tiên của bạn. Rất hay và điểm một của Định Đen cẩn thận ghi bàn. Phải cầm ngược lại dành cho cầu thủ Trà Lê 2. Xin chào Linh Linh, chào Chí Dĩ, chào Minh Đi. Nhắn với Thành Danh ghi được bàn vào đi công hình. Đó là dưới đến đúng không? Đó là một cái phá của Vũ Lá các bạn. Vũ Lá thì lại đang đấu với Chí Dũng Hồ, chẳng nhận lúc nào trong buổi trận hết. Đó là bàn đồng. Và đó là ở trận đấu này ta còn đặc biệt là có một sự xuất hiện của Y Trần các bạn. Y Trần thì đấu phía đội Y Trần hết. Cũng là lấy cái tên Y Trần các bạn. Một cầu thủ nữ duy nhất cho trận giao hữu chiều ngày hôm nay. Chút xíu nữa mới vào sân các bạn. Và điểm bóng tốc độ rất hay, Đỗ Chiên, Định Đen. Đó là ba cản qua của môn Quỳnh Xuân. Xin chào thầy Tùng Quách. Thầy Tùng Quách vừa bắt trọng tài vừa bình luận được quá trời dữ các bạn. Vừa bình luận mà vừa bắt trọng tài dữ. Đó là Đỗ Chiên, dứt điểm không bầu. Đó là ba điểm bóng của cầu thủ số 11 đó là Quỷ. À Huy Trắng các bạn. Huy Trắng. Còn cái số gì chứ? Còn là gì vậy? Xin chào chị Hoa, chủ sân đá Hiếu Trung ở trận 1.
ghi quyển rồi ghi đỏ sẵn sàng phản công gỡ cây dứt điểm để bóng vô. Đó là bàn thắng của Đình Đen. Rất hay các bạn của đúp của Đình Đen thi đấu ngày hôm nay. Tỷ số đã được nâng lên 2-0 với bàn thắng của Đình Đen. Quả dứt điểm. Đúng dứt điểm chưa được đâu các bạn. Tỷ số đã được nâng lên 2-0 cho cao thủ Y Trần SC của đúp của Đình Đen. Một lần nữa chào Minh Điền, chào Thủy Hoa. Thủy Hoa là chủ sông đá Hiếu Trung các bạn cho Lê Mộng xã Thượng Hưng. Cả là nhắn là uống quá chặn sau không là chưa được. Chặn sau thì mình đương viên đã có trùng lịch rồi nên không là sẽ lại chặn 5 giờ được. Cũng khá là tí các bạn. Chào Linh Linh. Được phải không cho đủ trả lấy 2. Chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa hai đội Y Trần SC và trả lấy 2 các bạn. Được thi đấu tại sông đá Hiếu Trung bắt trả lấy 1 của xã Thượng Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đây là một sân bóng 5 người các bạn, sân 5. Hiện tại trên màn ảnh chúng ta. Rồi số 3, số 3 là Lâm Bùi. Lâm Bùi là Minh Hùng, số 3 đúng không? Số 3. Và con là 13 tên gì? Phúc Thịnh số 3 rồi. Chào Linh Linh. Còn nữa chào Vũ Hoa chủ sân. Chào Minh Điền. Nhãn Thành danh chạy nhiều vô. Quảng công cho cao thủ Y Trần SC các bạn. Được phát bóng lên cho thủ trả lấy 2. Tài đội số 2 đó là Thành Danh. Họ đều bóng tốc độ. Dứt điểm không vào. Không dẫn còn. Đây là Đình Đen. Cầu thủ đang có cú đúp cho Hiên Minh trong trận đấu ngày hôm nay các bạn. Đó là Thành Danh. Đúng các bóng. Trận đấu tiếp tục. Gỡ khai, dứt điểm không vào. Không dẫn còn. Đó là bóng chính xác của thủ môn Vinh Xuân. Vinh Xuân các bạn. Vinh Xuân. Đó là Quỳ Trắng làm gì đây? Đó là một bóng chính xác của thủ môn Vinh Xuân. Liên tục là những pha chạy bóng và dứt điểm của cầu thủ Y Trần SC các bạn. Không dẫn còn. Đây là Đình Đen. Đủ cắt bóng của Quốc Khải. Pha này bóng hơi dài rồi. Và đây là Huy Trắng. Sẽ làm gì đây? Một pha qua người chưa thành công. Một nữa chào Linh Linh. Chào quý khán giả và các bạn đã vào xem livestream để cổ vũ cho hai đội bóng Y Trần SC và cầu thủ Trà Lấy 2. Chúng ta đang có mặt tại sông đá Hiếu Trung, ấp Trà Lấy 1, xã Thượng Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Phải chỉ cao bất ngờ của Hiếu Trung. Một tình huống phải nói là thủ môn và Vũ Láp và chắc cái đang nói chuyện với hóc gơ bên ngoài nha các bạn. Tỷ số đã được ngắn 1-2 bằng thắng của Hiếu Trung. Tỷ số đã được ngắn 1-2 các bạn. Một pha dứt điểm khá bất ngờ của Hiếu Trung. Được phải không? Đây là Huy Trắng. Gõ cây, Đình Đen làm gì đây? Chưa được. Quả đảo chừng. Đó là đúng đảo chừng của tài Ma Cao các bạn. Chưa thành công. Dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm của đội số 29 Minh Khôi. Hôm nay là trên lãnh chúng ta thì quý khán giả các bạn cũng đang theo dõi trận đấu giữa Y Trần SC và trận 2 thì mà chúng ta cũng theo dõi thấy các cầu thủ Y Trần SC có ngoại hình khá to cao hơn các cầu thủ Trà Lai 2 các bạn. Một skill của cầu thủ số 7 từ phía đội Trà Lai 2. À, xin lỗi các bạn. Wow! Một tình huống một bàn thắng khá bất ngờ của các cầu thủ Y Trần SC là tỷ số lên 3-1. Đây là Hiếu Trung. Đây xin chào Minh Xuyên. Sang bóng đá sang này là sang Hiếu Trung ngày mai ở ấp Trà Lai 1, xã Thông Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng các bạn. Đó là bàn đi bóng. Ok, xin chào Bảo Ngọc.
Y về đi làm tóc y ơi, đó là nhắn của bóng không? Được phải không? Đây là Vũ Lâm. Vậy Vũ Lâm và Đỉnh An tạo ra sự thay đổi vị trí không? Đỉnh An hiện tại đang lùi về để thi đấu vị trí chung qua vị trí thủ môn chắc chắn thành cho các cầu thủ Y Trần SC. Và Vũ Lâm được đồn lên phía trên đá các bạn. Xin chào mạnh nhỏ, kêu Dương Hào cho chuẩn lên và lưng gì? Căng căng căng. Đó là nhắn của mạnh nhỏ bạn lên thủ môn Đỉnh An. Được phải không cho Y Trần SC. Đây là số 29, đó là Minh Khôi. Ok. Đây là Vũ Lâm làm gì đây? Đây là Minh Khôi. Minh Khôi kỹ, rất kỹ được các bạn. Đó là bà các bóng kịp thời của Hiếu Trung. Đội số 5 các bạn là con hoàn thành thương yên mình cho trận đấu game này, cho các cầu trao lấy hay. Xin chào Tô Thế Quang, đó là nhắn là kêu Trần Y vô sân đi là gì? Gà gà gà. Đó là nhắn của Tô Thế Quang, vật cổ xưa. Hôm nay chào Tô Thế Quang, chào Mạnh Nhỏ, chào Bảo Ngọc, chào Minh Si. Đây là bà đi bóng. Dương Hiên, đó là tình hình 2 đêm đúng không? Đó là bà dịch điểm quán khải nhưng chưa thành công, đây là Hiếu Trung các bạn. Các kỹ thân, chẳng là Hiếu Trung. Sẽ là một thủ đá vàng dành cho các đồ cha lấy hai. Chào Bảo Ngọc. Bảo Ngọc gọi là nhắn là kêu y hái đồ Bảo Ngọc hái đồ là gì? Y Trần các bạn, Y Trần đại đang là cầu thủ nữ duy nhất cho trận giao hữu này. Một trận đấu và nó là siêu kinh điển và đặc biệt các bạn, khá đặc biệt là có một cầu thủ nữ góp mặt trong đội hình của các cầu thủ Y Trần ở trên. Đó là Y Trần. Vũ Lâm sẽ làm gì đây? Dứt điểm không không? Cũng đi qua phong trọng bóng lên cho thủ môn Vĩnh Xuân. Một thủ môn phải nói là còn gắt nhỏ các bạn, gắt tự tin nhưng vào bóng của mình. Đó là bài dứt điểm của Tài Ma Cao. Ra đi bóng của Tài Ma Cao các bạn, dứt điểm. Sẽ làm tình huống đá biên cho Tài Ma Cao. Đường chuyền về dành cho Vĩnh Xuân. Tài Ma Cao. Tài Huy Trắng. Đường chuyền. Vũ Lâm làm gì đây? Bóng vẫn còn dứt điểm đúng không? Bóng vẫn còn dứt điểm. Vẫn là Vũ Lâm sẽ làm gì đây? Đường chuyền thứ hai chưa được. Tài Hiếu Trung. Đó là bàn bóng của Hiếu Trung các bạn. Nhìn hơi ra. Bóng này đã đưa bên trong. Sẽ là một tình huống đá biên cho các cầu thủ trả lại hai. Một lần chào bóng lòng chào tôi đúng không? Chào mình nhỏ. Đây là Huy Trắng phải không cho các đội Huy Trắng hết gì? Đây là một đội đá biên cho các đội Huy Trắng. Đó là bàn đi bóng đắt cay. Dứt điểm không không? Và dứt điểm của Minh Khôi các bạn. Và một lần nữa thủ môn Vĩnh Xuân đã có một tình huống ra bóng để khép góc kịp thời các bạn. Đúng ra và đó là di chuyển lên để khám góc rất kịp thời của môn Vĩnh Xuân. Mặc dù trên màn ảnh chúng ta như là trong trận đấu giữa hữu này thì ta thấy của môn Vĩnh Xuân đang có ngoại hình khá khiêm tốn so với các cầu thủ trên sân hữu này, nhưng mà Vĩnh Xuân đó thì đấu rất năng nổ, nhiệt tình của môn tạo cản phá những tình huống cản phá rất hay. Mình phía rồi Y Trần SC hướng về cầu môn của cha thứ hai của bạn. Đây là Đỉnh An. Xin chào Trang Băng. Xin chào Trang Băng, chào Kiên Lâm. Có Huy Hai Đồn, có Huy là gì? Bên phía đội Y Trần có hai cầu thủ tên Huy. Có một cầu thủ tên Huy là Huy Trắng các bạn. Suy một, không phải là Huy Hai Đồn không? Không biết có phải là Huy Hai Đồn, bạn này là Hiếu Trung chị. Đây là Tài Ma Cao. Đó là Minh Hùng của anh. Xin chào anh Đăng Chí. Anh Đăng Chí. Hello Bình Chí, cảm ơn Đăng Chí. Anh Chí chủ sắp đá Hiếu Trung của anh. Cảm ơn anh Chí. Nãy giờ là có
anh Chí và chị Hoa hoàng chủ sông ta hiểu chưa? Ấp Trà Leng 1 xã Thượng Hương huyện Bình Tân tỉnh Sóc Trăng Bình Lực để có quận 2 của chúng ta. Thực ra thì ta có bộ số 5 đó là hiểu chung mày. Hiểu chung là đại đội của Trà Leng 2. Cha mẹ vô Bình Lực cổ vũ cho đội Trà Leng 2 của hiểu chung mày. Một lời nhắn của Diệu My chúc Mỹ Phạm cố lên. Đó là nhắn của Phú Lạc. Sẽ là một lời nhắn dành cho cao thủ Trà Leng 2. Xin chào Trang Bang. Có quý chồng đá không bị gì? Quý chồng mà dứt điểm. Đó là dứt điểm của Trang Bang. Bởi vì chưa thấy có một lần quý chồng rồi. Một lời chào quý khán giả các bạn, chào 500 anh em đã vào xem livestream cổ vũ cho hai đội bóng chúng ta. Trà Leng 2 và Y Trần Lát Sơn. Tỷ số hiện tại đang là 3 ghi về Trà Y Trần và 1 ghi về Trà Leng 2. Đây là thay mắt không? Thay mắt cao chứ? Không vào. Đó là bóng của thủ môn Đình Đen. Môn Đình Đen ngày nay đã có cú đúp trước khi bên ngoài. Sau khi hai đội bóng ở những thi đấu đầu tiên thì Đình Đen cũng đã lùi về chắc giữ cung thành cho cầu thủ Y Trần Lát Sơn. Trong số 3 bàn thắng của Y Trần thì Đình Đen cũng đã có một cú đúp góp công 2 bàn thắng cho cầu thủ Y Trần các bạn. Đó là được chuyền đất cay. Đó là pha dứt điểm không màu và dứt điểm của Đình Vĩ. Đình Vĩ cũng đã vào sân các bạn. Quỷ và Lưu. Quỷ và Lưu nhưng mặc áo màu đỏ các bạn. Tại mắt áo màu đỏ. Đó là chuyền cho Hiếu Trung. Hòa sĩ Quỷ. Hòa sĩ bóng nhìn hơi mới các bạn. Hòa sĩ lý chưa thành công của Huy Trắng. Đó là một chiến. Đi bay, đi bay. Đó là một chiến. Đó là một chiến. Tiếp tục sẽ là một tổng đấu hiểm cho các cầu thủ Trà Leng 2. Ở trận đấu này chúng ta thì hai đội bóng sẽ thi đấu liên tục trong một tiếng đồng hồ các bạn. 60 phút. Và không và sẽ không có nghỉ giải lao. Đây là Hiếu Trung. Đội chị nhìn cho Minh Thuận và đây là Hiếu Trung của anh. Tài mắt không? Quốc Khải. Một bà đang có kia thai của Đinh Vĩ. Đây là Quy Trạch. Và chỉ trên không gắn thay. Và đây là Minh Thuận. Nhất đêm của lầu Quy Trạch. Bóng đá đi hết đến dòng sẽ là một bóng đá biên cho cao thủ Trà Leng 2 là Hiếu Trung. Chẳng là Hiếu Trung rất kỹ thuật. Xin chào Bá Gạo. À đây là trận giao hữu thôi em trai ơi, Bá Gạo. Trận giao hữu chiều hai đội bóng trẻ ta kiếm hồ thôi Bá Gạo ơi. Chào Bá Quý. Nhật Y đá không ngủ luôn. Đó là nhắn của Bá Quý. Nhắn với Nhật Y các bạn ghi chặt. Là thi đấu mà sao không ngủ. Đó là phải dứt điểm không không. Đúng bóng bóng chính xác của Bình Xuân. Đây là Bình Xuân. Một nữa chào Bá Quý, chào Bá Gậu. Chào Trang Bắc. Chào anh Chí, chủ sân bóng đá Hiếu Trung các bạn. Đó là chúng ta đang có mặt tại sân bóng đá Hiếu Trung ấp Trà Leng 1 của xã Thượng Hương huyện Bình Tân tỉnh Sóc Trăng để đối đầu trận giao hữu siêu kinh điển hai đội bóng đó là Trà Leng 1 và Trà Leng 2 ngoài hai đội bóng rất trẻ thi đấu trên mặt sân hồng tại sân bóng Hiếu Trung. Và mọi thông tin chi tiết như là số điện thoại của anh chị chủ sân và liên hệ cho trẻ ở dưới như là trẻ mặt phố đặt chúng ta có thể dễ dàng liên hệ số điện thoại là 0973 2928 86 ngoài. Đó là số điện thoại của anh chị chủ sân. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một tình huống đá phạt dành cho Trà Leng 2. Đó là chi dứt điểm hơi nhẹ, một vài dứt điểm hơi nhẹ của tài mắt không phản công cho cao thủ Y Trần Lát Sơn. Và đây là mất khối đường chi và phối hợp chưa thành công. Phóng lên cho thủ môn Vĩnh Xuân.
Xin chào ba gậu, cả đã nhắn là nào sân có đá giải sân 5 thì có ba gậu. Ok. Khi nào mà có đội giải sân 5 thì phải ba gậu đăng ký rồi đã. Ok, chào ba gậu. Bóng vẫn còn rất hay, dứt đêm không bầu. Đó là hào của các em các bạn. Và đó là những cú vừa qua thì thủ môn Vĩnh Xuân đã có những pha giao bóng rất kịp thời, khép góc. Những pha cản phá rất hay các bạn. Về đội Charlie 2. Xin chào Bảo Ngọc, các bạn nhắn là y sao mà buồn hiu vậy? Y vô rồi, giờ là bây giờ là y vô rồi các bạn ơi. Đó là bài chuyện đúng không? Hậu sư 99 đó là y chặn. Y chặn đã vào sân quan, một hộ đồng duy nhất cho đến thời điểm hiện tại của trận giao hữu siêu điện này. Đúng rồi, đúng rồi. Đó là trận giao hữu siêu điện này. Rồi, số 13 lưng nhỏ rồi đó. Vậy mình biết rồi, Charlie 2 đang có sự thay đổi đúng không? Danh nhân các bạn hiện tại đang vào sân và thi đấu vị trí thủ môn cho các cầu thủ Charlie 2 chắc giữ luôn các bạn. Thầy đợi thầy bắt đầu. Vẫn là thầy bắt đầu. Xin chào Bảo Quý. Đó là đội chủ hai nhé các bạn. Một đội chủ hai của Minh Thuận nhận trong cầu thủ số 8. Đó là cầu thủ Thịnh. Thịnh cũng Thịnh. Thì cũng Thịnh có một đội điểm chưa được công bằng. Và đó là một bài thi đấu rất cơ bản của trên mặt sân năm. Đó là một đường truyền công hai các bạn. Chào Bảo Ngọc, chào Bá Quý. Bảo Ngọc ở đây nhắn là anh ơi, từ từ anh ơi. Đó là nhắn của Bảo Ngọc. Chắc còn mày. Đây là đơn vị. Bóng ra đi, đi dọc rồi. Sẽ là một tình huống đá biên dành cho cao thủ. Cao thủ Charlie 2. Một nữa chào Bảo Ngọc, chào Bảo Quý, chào Ba Đầu. Chào quý khán giả các bạn, chào năm anh em đã vào xem live stream dưới đêm có bầu. Để có vụ cho hai đội bóng đi chẳng ở xe của Charlie 2. Đó là chiến Hào Ken. Hào Ken làm gì đây? Không bầu. Và sĩ mũi của Hào Ken. Bóng đi bóng sang Ken, bóng bóng lên dành cho thủ môn Danh Nhân. Sẽ là bóng bóng lên, thủ bóng bóng lên cho thủ môn Đỉnh Đen. Đó là thủ đi bóng của thủ sư 3, đó là lưu nhỏ. Đây là một đường đá bàn dành cho các cầu thủ Trần. Lên vị. Rồi chỉ đứng trên vị trí của Trần các bạn. Quá quá rồi. Đó là chỉ đứng đây. Mình không làm gì đây. Chơi đây. Không không. Phải đi đến Minh Thuận tất cả thành như là công bạn. Tại mã cao. Tại mã cao xong rồi chào đây. Đó là gì? Đế vô. Đó là hàng của Phú Tịnh. Phú Tịnh vừa ghi bàn cũng ngắn sớm còn 2-3 cho có đủ trả lấy 2. Một bà đẹp mông mà rất khó chịu của Phú Tịnh các bạn. Bóng đi vào găm vào góc cao và rút ngắn tỷ số cho các cầu thủ Charlie 2. 2-3. Chào Khánh Khang, hẹn lên trai Khánh Khang. Cắt bóng cố định.
Còn nữa chào Khánh Khang, chào Bảo Ngọc, chào Bảo Quý. Cú dứt điểm. Tiếp tục sẽ là tình huống đá biên các bạn, cú dứt điểm của số 79. Đó là Hào Khang. Bây giờ bổ toàn là số mấy các bạn? Rất hay. Và cản phá của thủ môn Danh Nhân các bạn. Bên phía Trà Lây là một bổ toàn, là bây giờ số mấy các bạn? Bổ toàn hả? Số 8 đúng không? Rất hay. Đó là ba mọi người của tài Hoa Cao Hồng Chiên. Come on. Đó là hai bóng của Phúc Thịnh nữa các bạn. Từ bóng chiên của tài Hoa Cao. Đây là đó nghe. Tâm là chiến đến vị trí của Ý Trần các bạn. Hơi mạnh. Chào Khánh Khang số 13 bên Trà Lây 2 ghi bàn tặng thùng bia. Kaka. Số 13 là Lương Nhỏ. Đó là nhắn của Khánh Khang. Và đây là Lương Nhỏ. Đây là Minh Thuận. Vẫn là Minh Thuận. Minh Thuận chỉ bóng về dành cho thủ môn Danh Nhân. Vẫn là Minh Thuận các bạn. Hiện tại thì một lợi thế đang nghiêng về cầu thủ Y Trần hết rồi, với tỷ số là 3-2 trước cầu thủ Trà Lấy 2. Khoảng cách cũng chỉ là một bàn mà thôi các bạn. Và đây, thời gian thi đấu của trận đấu chúng ta cũng còn rất nhiều. Một đường phản công rất thề, rất con nét của các hữu Trà Lấy 2. Phòng phối hợp rất nhiêm nhàng các bạn. Đây là tài mát cao sau khi bên phía đội Trà Lấy 2 có sự thay đổi cầu thủ. Những sự thay đổi thì hiện tại các hữu Trà Lấy 2 đang thi đấu rất nhiêm nhàng các bạn. Và đây là Lê Mỹ. Đó là pha bóng chính xác của thủ môn Danh Nhân. Xin chào Khánh Khang, số 11 bên Y Trần giống Neymar quá. Số 11 bên Y Trần là Huy Trần các bạn, giống Neymar. Đó, mình chỉ Khánh Khang, Minh Thuận. Và đây là bóng chuyên công. Sẽ là bóng phản công. Đã bị dành cho cao thủ Y Trần. Và đã bị hơi mạnh các bạn. Xin chào Kiệt Long. Có anh Sáu Sao Bang không bình thường viên? Anh Sáu Sao Bang là ai? Anh Sáu Sao Bang là ai mình tự nhiên không biết nghe. Kiệt Long. Nghe tên anh Sáu Sao Bang nghe ớn ăn có gì. Đường mã công. Đường mã công cho đội Trà Lấy 2 cắt ngay. Đó là đường chiên không vào. Và dứt điểm của tài mã công. Dứt thế không vào. Đó là dứt điểm của nhỏ này. Xin chào Dũng Long. Hello Dũng Long. Chào Kiệt Long, chào Khánh Khang. Đây là Y Trần. Và các bóng của Đinh Mỹ sẽ là đội đấu đi. Một đội hữu số 2 ở bằng sân của Trà Lấy 2 các bạn. Đó là Thành Nhân. Thành Nhân đang đây. Dứt thế không vào. Sẽ là đội hữu số 2 cho các cầu thủ Trà Lấy 2. Trên đây là hai mấy phút rồi không? 28 phút rồi. Nửa tiếng rồi. Chào Vũ Long. Một xì kêu của tài Hoa Cao. Và đây là Lương Nhỏ. Khánh Khang càng nghĩa Lương Nhỏ là bởi sao không đá dày vậy? Dày đâu không đá. Và đây là tài Hoa Cao. Một pha đánh gốc, bóng dành con. Đây là đội số 2 Thành Danh mới vào sân. Rất kỹ thuật. Pha một xì kêu và người rất hay Thành Danh đấu chiến. Đó là đội chiến với vị trí của Phúc Thịnh các bạn. Sẽ là một thủ. À như vậy hôm nay xác định sẽ là một thủ đá quang. Đáp án dành cho các cầu thủ Y Trần ở trên. Trần Kiệt Long. Kiệt Long là nhắm là anh Danh đẹp trai vô cùng. Anh Danh quá đẹp trai. Anh Danh thi đấu rất lịch sự. Bỏ áo vào thùng, đây là Thành Danh. Một đội chi rất hay. Phúc Thịnh. Tài Hoa Cao. Đó là tình cắt bóng của Huy Trắng các bạn. Trắng giữ chưa Huy. Huy Trắng một đường trước đêm không vào. Phát bóng lên dành cho đội môn Danh Nhân. Và đây là và đội bóng của Thành Danh. Đó chỉ gấp khay. Tại mắt cao không vào. Đó là liên tục là những pha phản công của đội Trà Lấy 2 trước cầu thủ Huy Trắng các bạn. Và nhóm bóng và dứt điểm về thành của thủ môn Đình Lê. Chào Kiên Long, chào Khánh Khang, chào Vũ Long thôi. Đây là Lương Nhỏ.
lượng nhỏ làm gì đây, một đường chi chưa thành công đừng quỷ cất hay đây là bài số thành nhanh dẫn ra thành nhanh cất hay các bạn. Sau khi giao sang cầu thủ số 2 thành nhanh là có những pha đi bóng rất lăng leo có tốc độ phúc thịnh đó là bài bóng của Hào Ken làm gì đây Hào Ken không bầu sẽ là một thủ môn phóng lên dành cho thủ môn dân nhân tại mặt không và đang có tay mặt không đó là gì đây là gì quốc thịnh và đây là thủ môn đỉnh đen và bóng lên gắt bằng như vậy. Phú Lâm đã vào sân bên phía đội đi chọn ở trên bàn thủ số 12 bên phía đội trả lời 2 đó là Vũ Thanh của vào sân. Xin chào Kiến Long, chào Bến Hoài, hãy lên trai Bến Hoài. Đây là lượng nhỏ, xin chào Kiến Long. Dẫn như chào Kiến Long, một lời khen dành cho Thành Danh các bạn. Thành Danh chỉ rất gọn, rất nhanh liên tục các bạn. Rất hay, đây là Vũ Thanh và đây là Thành Danh, chưa được. Sẽ là thử giáo viên cho các hữu ý chẳng ở trên, đừng quỷ. Và đó là hoa bóng chính xác của thôn dân nhân. Còn là chuyện rất hay, quảng công dành cho thủ trả lời 2 của chị là tại má không. Còn đây là Vũ Thanh, quá trời Thành Danh. Xin chào các bạn, mai có kẹt gì không anh? Mai anh nay sang Hoàng Hậu, mai anh có lịch ra sang Hoàng Hậu Minh Hoài ơi. Sẽ làm đường phản công dành cho thủ trả lời 2. Thầy để ý chăng? Vẫn là ý chăng các bạn. Sẽ làm đường đá phạt dành cho các thủ ý chăng hết trên. Cầu thủ dự bị phạm lỗi đó là ý chăng. Đây là Phú Lâm, dứt điểm. Bóng đi vọt sang ngang, bóng lên nhìn thủ môn Danh Nhân. Đây là Thành Danh. Lưng nhỏ. Và đây là tại Ma Cao làm gì đây? Hòa đảo chứ. Và đây là Vũ Thanh. Sự gì là Thành Danh? Một đội chiến gấp hai các bạn. Thành Danh sau khi vào sân, cầu thủ trời rất năng nổ, di chuyển rất ngầu. Pha bóng đường chỉ rất hay, cầu thủ số 2 các bạn. Một đội chào Minh Hoàng, chào Kiến Long. Đây là tài Ma Cao, làm gì đây? Pha bóng đường rất hay giữa tài Ma Cao và Thành Danh. Một đội chỉ công khai cho Thành Danh để bóng ghi bàn các bạn rất hay. Tỷ số đã được sang bằng 3 điều. Hai đội chúng ta quay về quạch xuống quán thôi. 6 bàn thắng đã được ghi, chia đều cho hai đội bóng chúng ta và bàn thắng sang bàn tỷ số của Thành Danh. Từ một pha phối hợp công khai giữa tài Ma Cao và Thành Danh. Cú dứt điểm đã bị cho thủ Uy Trần. Xin chào Kiên Long nhắn với Vini, nay bắn gôn rồi. Đó là nhắn của Kiên Long các bạn. Đó là Uy Trần. Đây là lượng nhỏ, đây là Thành Danh. Một lượng chiên gấp cây tại Ma Cao. Đó là lượng các bóng kia là Vũ Lâm đã bị cho các bộ cha lấy hai. Chào Minh Hoài, tuần này có chống không? Có em ơi, tuần này thì để coi còn thứ tư hoài ơi, thứ tư anh còn thứ tư hoài ơi. Sẽ là một tình huống vừa ghi bàn rất năm chục luôn. Đây là bàn thắng của Huy Trần. Rất kỹ rồi, Huy Trần làm gì đây? Định vị. Hãy rồi, ra bên ngoài thì nè, còn thứ tư ngoài đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là Bến Khôi chưa thành công, đây là thành nhất. Bến Khôi đã không có ngày mấy trắng sẽ làm gì đây dứt đêm không bầu ở cái điểm tư xa thôi nha. Ok bên ngoài 6:30 thứ tư. Ok anh trai. Đó là một điểm bóng thật nhanh. Mình chưa thành công các bạn. Đây là luôn nhỏ. Bóng này đi hết được bên ngang rồi. Xin chào Kiệt Lâm, đã nhắn là có Hiếu Trung đẹp trai không mà nói gì. Hiếu Trung thì lúc nãy mới thi đấu xong rồi, giờ rồi xong bây giờ là cho đồng đội thi đấu đúng rồi các bạn. Xin chào Minh Hoàng, 6:10 thứ tư. Chúc còn ok, ok ra ngoài chút thôi. Đây là Bình Coi. Thôi thì cho mình chẳng cắt ngay, Bình Coi làm gì đây. Và đây là một số 6, đó là Tài Hoa Cao. Lưng nhỏ. Và đây là Bình Thuận. Chẳng là Tài Hoa Cao. Và đây là thủ môn. À như vậy thủ môn lúc đầu là Bình Sương. Bình Sương cũng đã qua sân trở lại rồi. Giữ đi vô. Đó là màn ăn của Phú Lâm. Một pha đi bóng ghi bàn của Phú Lâm. Tần số lên 4 quả cho cầu thủ Huy Trần hết xe. Xin chào Kiều Yên, đã nhắn là hello Bình Duyên, cảm ơn Kiều Yên. Xin chào Kiên Long, thầy Tùng đẹp trai quá Bình Duyên. Đó là nhắn của Kiệt Lâm nhắn với thầy Tùng quá đẹp trai. Như vậy Hiếu Trung ra cho nên một sân quen. Đây là ba đội bóng dưới đêm. Đó là Vũ Thanh. Các đội Y Trần SC mới vừa ghi bàn từ bàn thắng Phú Lâm thì bây giờ Vũ Thanh cũng đã có một bàn thắng sang bàn tỷ số nữa các bạn. 4 điều. Rất nhanh, hai bàn thắng của hai đội bóng chúng ta đến rất nhanh. Và bây giờ hai đội bóng ta tiếp tục quay trở về và xuất phát rồi. Giữa tỷ số là 4 đều. Một pha điểm bóng sau kim của Vũ Thanh. Sang bàn điểm số 4 đều. Và đây là Bình Thuận. Bình Chi gắn hay. Bóng nhắn con, đây là Hiếu Trung. Đường Chi. Bóng để hết cái dòng và sẽ đóng được cáo viên cho cầu thủ trả lại hai. Đây là Bình Thuận. Đó là đường ném đi, ném bóng của Đỉnh Đen. Của dứt điểm. Và dứt điểm chưa thành công Huy Văn. Thành Hiếu Trung. Đó là chọc khé. Bóng đã chạm tay Đỉnh Đen và góc dành cho cầu thủ trai hai. Thành Bình Thuận. Chẳng là Bình Thuận cũng làm gì đây. Bình Thuận không. Họ lên cho đội bóng Đỉnh Đen. Cả nhà cũng kỳ lắm, giờ Hiếu Trung ghi một bàn thì về cho một lóc xì tin. Đó là nhà cũng kỳ lắm. Một lóc xì tin đang chờ Hiếu Trung các bạn. Đây là Hiếu Trung. Đây là mới rồi. Hiếu Trung góc ngay. Đây là Vũ Thanh, dứt đêm có màu. Đó là gà màu. Kim thời trong góc của một Đỉnh Đen. Đỉnh Đen theo khán giả bên ngoài thì Đỉnh Đen có một giây là Đỉnh 4 đàn anh. Hai cầu thủ ta vừa có một tình huống kêu lên quay nhưng mà không có ai được quay. Còn đây là một Đỉnh Đen. Không được gì chứ cũng lắm. Và đánh góc gắt hay, đây là định vị Huy Trắng dưới đê không bầu. Thủ môn Bình Xuân đã bóng chính xác trong bóng dư rồi. Và đánh đầu của Bình Coi. Định vị
dứt điểm vô. Và bóng bóng bước mòn và xoay người dứt điểm rất hay của Đình Vĩ. Đình Vĩ vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 5-4 cho các cầu thủ Y Trần SC, rất hay các bạn. Hai đội chúng ta là có những pha bóng dứt điểm ghi bàn thì khung thành của hai thủ môn là thủ môn Vĩnh Xuân và thủ môn Đỉnh Đen, và một lợi thế đang nghiêng về các đội chẳng hết trên nhìn số là 5-4 trước đội chạy lấy hai Vũ Thành mới có lời bàn sẽ là một thủ môn không dành cho thủ môn Đỉnh Ba Lách. Đỉnh Ba Lách Đỉnh Đen không, và đây là Vĩnh Xuân đầu đầu kiều ác chút xíu là Đỉnh Đen nó hồng liền. Đây là Đình Vĩ, Đình Vĩ xin bóng cắt ngay, Vũ Lâm làm gì đây? Nhận Vũ Lâm và xử lý chưa thành công. Xin chào Vũ Tâm, chào Tâm Lõ, và đã nhắn là nay lại sớm rồi mới gì các anh à? Ok, này có cả cuối tuần có kèm sớm. Tâm Lõ. Đường phản công Minh Khôi, gấp chạy thân. Minh Khôi làm gì đây? Dứt điểm vô. Rất hay các bạn. Minh Khôi đi bóng từ sân nhà qua hai cầu thủ và dứt điểm vào góc xa. Kỳ quan. Tỷ số lên 6-4 cho tôi chẳng thể rất hay. Và đi bóng rất hay của Minh Khôi cũng là của dứt điểm cũng rất đẹp rồi. Tỷ số lên 6-4 cho cầu thủ Ý Trần ở xe và cách đường lên 2 bàn. Xin chào Vũ Tâm, chào Kiên Long. Đây là Bến Khôi, một đội chi góc này. Đây là Quý Trắng làm gì đây? Chân đêm có bầu. Đủ cao bóng Kiên Khôi, một bầu Vĩnh Xuân. Chào Vũ Tâm. Vũ Tâm đã nhắn với thầy Tùng là bắt kỹ kỹ với thầy. Đó là nhắn của Vũ Tâm. Thầy Tùng một thầy trọng tài mà nó là gấp quen thuộc tại sông đá Hiếu Trung của bài ấp Trà Lê 1, xã Thượng Hưng, huyện Vĩnh Long, tỉnh Sóc Trăng. Rồi Vĩnh Trắng. Ở đây là đố trọng tài nào mà vừa bắt trọng tài được mà vừa bình luận được các bạn. trọng tài thầy Tùng là vừa bình luận mà vừa là bắt trọng tài được các bạn. Được rồi, phản công. Đây là và đội bóng của Hào Ken làm gì đây? Thở về chiến và các bóng kiếm thời của Nguyễn Trung sẽ làm đội đáo biên cho các thủ Ý Trần SC. Đây là Vũ Lâm. Vũ Dương Đêm vô. Đó là pha dứt điểm rất mạnh của Hào Khen các bạn, và phối hợp giữa Vũ Lâm với Hào Khen. Tỷ số được nâng lên 7-4 cho thủ Ý Trần SC. Tốt. Đường gì của đội số 9 đó là Quốc Khải, Quốc Khải các bạn. Đá biên dành cho đội Trần SC. Vì vậy Y Trần cũng đá vào sân bên phía đội Y Trần SC các bạn. Một đội gì? Và bên phía đội Trái hai cũng đã có sự thay đổi đúng không? Sẽ là thủ đúng, đá biên cho thủ Y Trần SC. Thủ hồ mới vô tên gì vậy? Là Y Trần Phú Lâm. Cầu thủ số 79 đúng không? Bên Trái hai mới vào sân. Sau khi con này có ngày qua thì khách định thì bóng đá chậm và chưa quy chắc rồi. Mới thôi. Chào Kiên Long. Giữ thế đúng không? Bắn bóng là Kiên Long của Ý Trần sẽ là một thủ đóng góp dành cho cầu trận hai. Đó
là sẽ là một thủ đá phạt dành cho cao thủ trả lời hai của bạn. Bóng gì? Minh Thuận thủ môn tên gì? À Lý Trường nhớ rồi. Đã khai nhưng mà phải không? Đương nhiên chưa được, định này có phải không? Thủ dưới đế có bầu. Bóng đá kẽ vào chạm vào tay của thủ môn Lý Trường các bạn. Chào Kiệt Long. Rồi lại nhắn lại thủ môn Lý Trường nha các bạn. Mới vô. Chào Hữu Tâm. Và đây là thủ số 79, đó là Hào Kẹt Đội Chiên. Bóng đã chạm tay của Phú Lắm rồi. Đã phạt lên dành cho Hữu Tâm này. Đây là Lý Trường. Đội Chiên lên chiến lược vào thủ môn chưa được không? Đây. Sẽ là mình luôn. Đá biên cho các cầu trả lời hai. Mình luôn làm gì đây chú Mưu? Đó là thầy bóng chưa được công thường của bạn. Đây là mình trắng gấp ngay. Và đây là Hào Kết công vào. Sẽ là một thủ đá vào góc cho cao thủ Y Trần ở trên. Phú Lắm. Quý trắng làm gì đây? Một đội chiến gắt cây. Bạc tường, quý trắng như thế vô. Đó là bạn của quý trắng. Một phần hợp Phú Lắm cho quý trắng các bạn. Bạc tường gắt cây. Thì số này là 8-4 cho quý trắng hết trời. Tài liệu chung. Bóng dẫn con. Tài má cao. Tài liệu chung gấp kỹ lên. Dẫn cái tài má cao làm gì đây? Mới được. Còn cái gì? Và đây là phải chế đúng không? Chứ đây không bằng bạn. Đó là một vừa thuộc đỉnh đen. Chữ đo là thủ dứt điểm của Quốc Thái. Dứt điểm của bầu. Và điểm tài má cao xong tài trả lời. Không thì hết được cái dọc rồi. Đã bị cho cầu thủ sao lấy hai.
chào Mỹ Kim, Kim Minh Thuận đá về sớm, mai còn đi học Bình Lương Duyên ơi. Đó là nhà của Mỹ Kim mày. Thầy Lễ Trung cảm ơn nhân đêm đúng không? Đúng cảm ơn không đến đây. Và cảm ơn dành cho các đội nhân đêm không vào mày. Không dành con Mỹ Dạ Mỹ Nghiêm thì kêu là Minh Thuận đá sớm về sớm mai còn đi học. Và đây là Tài Má Cao. Không được chuyện nên vị trí Mỹ Trung. Mỹ Trung chỉ có nhà Minh Thuận. Minh Thuận làm gì đây? Làm gì đi trong mai không đi học? Minh Thuận có không? Sẽ là người đóng bóng dành cho các cầu thủ Lai Lan. Liên tục là những pha và phối hợp và nhờ bóng và dứt điểm về cũng thành của thủ môn đỉnh đen của mình với đội Lý Trần các bạn. Nhưng vẫn chưa có bàn thắng cho các cầu thủ Chào Lai Hai trong những tình huống vừa qua. Xin chào thầy Tùng, lại xong nhậu luôn. Thầy Tùng lại bên lượng. Đó là kêu đó là thằng Quốc Khải. Quốc Khải vừa ghi quan cũng ngăn xuống còn 5-8 cho các cầu thủ Chào Lai Hai. Em không có bình luận đâu, mấy lính nhỏ lấy điện thoại em bình luận đâu. Thầy Tùng bắt, thầy Tùng bắt vừa bắt trọng tài vừa bình luận được. Còn đây là đội hôm nay chào Mỹ Nghiêm. Thì so đã được ngắn 5-8 rồi, khoảng cách còn 3 bàn của bạn này Huy Trắng làm gì đây? Thầy Minh Thuận, Minh Thuận sẽ làm gì đây? Một chỉ dẫn hai dẫn lên đúng không? Dẫn lên không vào rồi bạn. Hai cái gì mua các hồ chào đây hai, liên tục là nhập hai game. Ước về thằng thủ môn đến ba lần. Và đây là Minh Ngon. Và các bóng của Tài Má Cao. Còn Quốc Khải. Sẽ là một thủ môn đá bi cho các bóng trả lời hai quanh. Xin chào Trung Linh. Trung Linh cả là nhắm mắt có Huy đá nữa. Đỉnh Đen. Và đỉnh bóng của Đỉnh Đen. Đỉnh Đen làm gì đấy, Đường Chi? Huy Trắng. Huy ai đồ làm gì đây? Chờ Huy Trắng dứt đế không bầu. Phản lên của ông Lý Trường. Đó là đường chiến của Tài Ma Cao Lý Trường. Đó là đường chiến của đơn vị trí của đội chiến hoàng ở Đông Hải. Sẽ là đồng hồ lên để cho đồng hồ đi lợi chẳng là đồng hồ đỉnh Bạc Đỉnh Đen. Chào thầy Tùng đang bắt trọng tài luôn anh. Chào Mỹ Nghiêm dứt điểm không bầu. Và dứt điểm của Hồng Khe. Sẽ làm một đồng góc cho các cầu Y Trần hết xe. Và này là Lý Trường dứt điểm. Từ vị trí phố lên ba sân khách và những điểm rất mạnh của Lý Trường. Thủ môn Đỉnh Đen đã có đủ cả ba thành công. Thầy Lý Trường dứt điểm chẳng còn dứt điểm chẳng còn các bạn. Và đây là Hào Khen, một bàn đi bóng của Hào Khen rất hay. Hào Khen làm gì đây? Cũng dứt điểm. Wow. Các em như ghi bàn số lên 9-5 cho các cầu thủ Y Trần HC. Ở trận giao hữu này chúng ta đã là có một sự một việc rất đặc biệt các bạn. Đó là một sự xuất hiện của một cầu thủ nữ, đó là Y Trần. Mình phải đợi Y Trần HC. Cầu thủ duy nhất, cầu thủ duy nhất cho trận đấu ngày hôm nay. Xin chào sao thầy Sơn Châu, sao thầy Sơn Châu gọi là nhắn chào mình Duyên, lâu quá không gặp. Dạ cảm ơn thầy Sơn Châu. Đó là một chuyện. Hôm nào có tổ chức giải thì có cần live stream thì có thể liên hệ với thầy Sơn Châu thôi. Đại Thành Dân, không ơn. Đó là cầu thủ số 2 với dòng sân ngoài Thành Dân, Mỹ Đức Thành Đại Hàn. Cầu thủ điều rất năng nổ đã vào sân rồi, đó là Thành Dân. Đội chiến phối hợp với Lý Trường chưa thành công. Đụng cắt bóng của Lương Nhỏ.
Thành nhanh gắt hay Thành nhanh làm gì đây? Đây là một đồng đá biên cho các bộ trận hai. Bắt đầu của đơn vị Thành lễ chẳng đó là dùng các bóng của tài mát không Lý Trường. Bóng đơn giá sử dụng sẽ là một đồng đá biên nhận cho các bộ y chẳng có thể để đánh đen. Một đội chiếu đến đây và đó là phần đầu của tài bắt đầu Thành Nhân. Dẫn là Thành Nhân. Thành Nhân làm gì đây? Dẫn đi có màu. Dẫn đi không màu mà. Sẽ là một đội bàn lên cho các bộ ý chẳng đánh xe. Dạ cảm ơn Sơn Châu. Cảm ơn thầy Sơn Châu. Có dịp mà sẽ phối có dịp mà mong một lần phối hợp với thầy Sơn Châu tổ chức một giải đấu sắp tới. Em cảm ơn thầy Sơn Châu. Các kỹ thuật của đội Thành Nhân làm đây. Đó là một chuyện gì cho Lý Trường. Một bài chỉ điểm từ xa. Bằng lên cho ông Hồ để đến đây. Sẽ làm một đường ném biên, đá biên các bạn cho các thủ trả lại hai. Lý Trường. Đây là Đình Vĩ. Đình Vĩ đang đây. Vẫn là Đình Vĩ. Xin chào Trung Tính. Và đây nhắn là có Vĩ đá nữa. Đó là nhắn của Trung Tính các bạn. Chuyển đến không vào. Đó là hòa giữa điểm của Hào Khang. Hòa hợp giữa Đình Vĩ và Hào Khang. Thành Nhân dứt điểm công bầu. Hòa giữa bóng hơi nhẹ Thành Nhân. Xin chào Tùng Thanh. Hẹn lâu Tùng Thanh. Đây là tài ba cao. Bóng hay của chi. Mới đoạn dứt điểm vô. Hòa hợp giữa tài ba cao của đội của bạn. Tỷ số được rút ngắn 6-9 cho các thủ trả lại hai. Đây là Phú Lâm. Phú dứt điểm không vào. Thủ môn Lý Trường đã khám phá thành công. Xin chào thầy Sơn Châu. Thầy Sơn Châu đã nhắn là cho gửi lời thăm thầy Tùng trọng tài nhé mình nữa gì. Đó là nhắn của thầy Sơn Châu. Một lời hỏi thăm sức khỏe đến thầy Tùng. Thành Nhân, Thành Nhân làm gì đây? Một pha bóng gấp trên đường Thành Nhân làm gì đây? Trường vàng chụp hạng cho khu trận hai. Và chào Tùng Thanh, đây là một trận giao mùa giao lưu vui vẻ và kiếm hồi thôi Thành Nhân không phải là giải đấu nha. Một pha trận giao hữu siêu điểm và hữu chiều kiếm hồi thôi. Chiều cuối tuần. Xin chào Bảo Ngọc, đã nhắc đi vô lại cho Lý Yên. Đi vô lại cho Bảo Ngọc. Đó là bà nè bóng của thủ môn Đỉnh Đen các bạn. Chưa có được, đó là Lý Trần. Bỏ lúc chi. Là Lý Trường. Vẫn là cao độ của trà đại hai. Mình chỉ nhìn cho Thanh Nhất. Không phải không, chưa thành công của cao độ của trà đại hai các bạn. Một lần chào Bảo Ngọc, chào Tù Thanh, chào Hệ Sứ Châu. Chào quý khách cao các bạn, chào 520 đồng hồ sinh chim của 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, đây là kẹp. Đừng có lo kẹp anh đi. Bỏ ưu tiên cho Đỉnh Đen. Đỉnh Đen làm gì đây? Quan trọng của Đỉnh Đen. Đỉnh Đen làm gì đây? Đường chi? Phú Lâm.
Dứt điểm không bầu. Và dứt điểm của đây chưa thành công. Đó là mình không qua người. Một pha đi bóng chưa thành công các bạn. Sẽ là một cú đá phạt dành cho cầu Y Chang FC. Cầu thủ đồng đội đó là Y Chang. Ok, đang đứng trước pha đá phạt này. Cú dứt điểm không bầu. Được bán công để hiểu thay không được đến đây đó là bạn đi bóng chưa được công hào khen này là hữu thân những là hào khen của anh đã bị dành cho một trận đại hạn trận này là Lý Trường chỉ bóng dành cho đội số 2 hữu thân làm gì đây. Gặp ngay, cũng đến. Gặp ngay, dứt điểm không bầu. Đó, hai điểm luôn nhỏ. Sẽ là một đường đá viên dành cho lòng bàn đá bóng trong trận 2. Sẽ là một đường đá viên cho trận 2 các bạn. Của chú Dũng Thanh. Chưa có mặt trong trận 2 đi coi. Đây là Lý Trường các bạn. Còn đây là lúc nhỏ. Từ máy công cho trận 2 đứng như của ai. Không được. Phạm hợp học về Phúc Thịnh. Phú Lam làm gì đây? Sẽ làm một hướng phát bóng lên dành cho đội trận 2. Đây là Dũng Thành. Đừng quá câu. Là Phú Lâm. Phú Lâm không bầu. Bóng lên cho đội Lý Trường các bạn. Vẫn là các đội trận 2. Xin chào thầy Sơn Châu là nhắn là một bé nữ trong sân đã tốt quá mà là gì đó là nhắn của thầy Sơn và là khen cho Lý Trần thôi. Cầu thủ nữ duy nhất cho đội nhà của siêu tiền của chiều ngày hôm nay. Đen dưới đêm bóng lên cho đội Lý Trường. Đây là anh sao bé liệu thân của các con kia thôi của đội số 1 Phi Chặt mà Dũng Thành sẽ làm một hướng đóng bóng dành cho các cầu trận thứ hai. Đó là sao bé làm gì đây góc kia lên. Đó là sao bé đứng chiêu chưa được một tình đen là bóng chính xác của đối phương Lý Trường. Ờ, đồng chí cũng bị sao em các bạn. Đồng chí Quy Trăng. Đến đây. Xin chào tôi đúng không? Văn Võ có đã nhắn là số 11. Bên kia bên là Bì. Số 1 Bì Bì. Nhìn quen quá với đồng chí. Đó là nhắn của tôi đúng không? Đồng chí đồng chí đồng chí nhận là các hồ trận 2 đủ các bóng kịp thời của lắm bóng đá chiêu đã đâu không vào và đã đầu Phúc Thịnh đây là vị Minh Khôi và để bóng bắt thấy được nhưng chưa được trong vòng quá thôi mày và để bóng của Minh Khôi không vào chưa đánh được thủ môn Lý Trường. Sẽ là một thủ đá ba bên lại dành cho cầu thủ thứ hai Lý Trường.
Đó là đường chuyển ra đám cây mạng của thôn. Đỉnh đây, bóng lên mạng. Chào Đô Thế Văn, ở đây nhắn là hẹn Trần Ly vô Mỹ Hương giao lưu với đoàn xã FC Bình Đức Duyên. Đó là nhắn của Đô Thế Văn các bạn. Một lời nhắn, một lời hẹn với Trần Y vô Mỹ Hương đã cho ngủ các bạn. Lương nhỏ qua đây là Dũng Thanh. Còn Lương Chiên. Đó là tình huống cắt bóng của Minh Phong. Tiến hùng sẽ làm cầu đá biên. Và đây là Lý Trường. Rất hay. Dẫn là Lý Trường các bạn. Chào Trần Nhân Y. Trần Y sau khi thi đấu xong cao và đưa các bạn. Trần Y ra sẵn rồi. Căng khà đó là nhắn của Trần Nhân Y. Tiếp theo đúng không? Và chào Lý Trường. Tên quý. Xin chào anh Lý Đà. Sẽ là tình huống đá biên các bạn. Đây là lần chuyện của anh Lương Nhân. Lương nhỏ. Và đây là Vũ Thanh của chuyện của ai? Phúc Tinh. Dẫn là Lương nhỏ của chuyện. Và bóng chưa thành công các bạn. Chào Lý này, chào Trần Duy, chào đúng không? Phú Lam làm gì đây? Lý Trường là bóng rất kịp thời các bạn. Chào đồng đá biên. Ở đâu? Không bầu. Trần Nhật Y gọi là nhắn là đến nơi em có ăn cơm chưa? Không bầu. Và một kiếm này của thủ môn Đỉnh Đen mang của trả bóng của Đỉnh Đen. Và đó là những kiếm từ xa của Lý Trường các bạn. Và sau đó thì Đỉnh Đen chúng ta có một cầu thủ rất cảnh giác cũng nhất điểm chứ con. Sẽ làm thủ đá biên các bạn cho cầu thủ Ý Trần. Trần Nhật Y đã nhắn là đội hình thiếu Long Kiên rồi. Sẽ là một thủ đá biên cho cao thủ Cha Lấy Hai. Thành công cho cao thủ Cha Lấy Hai quay. Đây là anh Sa Bé. Anh Sa Bé thì bấm cho Vũ Lắm rồi. Dựng đêm không hầu. Đây là Gấm Thầy. Đây là Vũ Thanh. Đây là bóng chưa qua được quy chặt của Vũ Thanh. Mến coi. Một pha đánh đầu của Lương Nhỏ. Vũ Lâm đã biên cho các cầu thủ Y Trần ở xe. Ủa như thế có không? Vậy trọng tài Thầy Tùng cũng đã thổi còi kết thúc trận đấu rồi. Chiến thắng trong đôi trận xe chúc đội Cha Lấy Hai với số lượng 96 các bạn. Còn nữa Bình Đức Duyên xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả các bạn. Quý khán giả năm trăm anh em. Đây Thầy Tùng quá các bạn. Cảm ơn Thầy Tùng. Còn nữa Bình Đức Duyên xin tạm dừng trận đấu tại đây và hẹn gặp lại quý khán giả các bạn trong trận giao hữu tiếp theo.